Bạch Thế Tôn, xin Ngài nghỉ một lát. Ngài đã mệt lắm rồi, hay là hôm nay Ngài đừng nói pháp nữa. Này Anan, chân lý vô thường không nằm ở giữa hư không, mà là nằm trong tâm của mỗi người. Mọi người đều siêng năng giữ gìn năm giới. Love.